Đây, đầu tiên chúng ta sẽ mở hết nắp ra. Xong rồi chúng ta úp đường xuống. Úp đường xuống. Mở cái xuống như này. Xong rồi mình nhấc hộp lên. Như vậy là phần máy đã ra ngoài. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình để theo đúng chiều. Để máy theo đúng chiều. Thì nó chiều. Nó chiều. Xong sau đấy là mình đỡ máy vào bộ nhất thôi ra. Thì đây là một cái máy mới 100%. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng để khách hàng sử dụng.